Xin chào em, quay lại với kênh Hoàng Long Lai Cam. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn là một xe cuốc gồm một chiếc là B50 và một chiếc Sumitomo 03 nha các bạn. Thì hai chiếc này đang làm chung một cái lô đất để lên clip khoai nha. Thì hai chiếc xe này phối hợp làm rất là đẹp nha các bạn. Đang làm tại đồng là Tân Đông, Thạnh Hóa, Long An nha. Chiếc xe này làm chung luôn nha. Để mình chúc các bạn xem video thật vui vẻ, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha và chia sẻ cho anh em mình cùng xem nha.